Cô xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã quay trở lại với các video học toán của cuốn sách Toán 1, bộ sách Cánh Diều cùng với cô Hương. Ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau học bài 14, làm quen với phép cộng và dấu cộng. Các con đã chuẩn bị sách vở, bộ đồ dùng học tập và bút chì tẩy để sẵn sàng bắt đầu cho bài học ngày hôm nay chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào! Các con thân mến, cô và các con đang chuyển sang phần 2 của cuốn sách Toán 1 thuộc bộ sách Cánh Diều. Chúng ta học phần 2, phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Và bài học đầu tiên trong chương này đó là bài làm quen với phép cộng, dấu cộng. Các con hãy dở sách trang 34, 35 của cuốn sách Toán 1 và cùng cô bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Các con hãy cùng cô quan sát bức tranh đang xuất hiện trên màn hình nhé. Chúng mình đang thấy có hai bạn chơi bóng với nhau đúng không nào? Bạn nam thì có các quả bóng màu xanh, còn bạn nữ thì có các quả bóng màu đỏ. Chúng ta cùng đếm xem bạn nam có bao nhiêu quả bóng màu xanh và bạn nữ có bao nhiêu quả bóng màu đỏ đây? À, bạn nam có 3 quả bóng màu xanh đúng không nào? Còn bạn nữ thì có 2 quả bóng màu xanh. Bây giờ các bạn đang gộp bóng chung lại với nhau cho vào một cái giỏ. Như vậy, khi gộp bóng chung lại với nhau để cho vào một cái giỏ thì các bạn sẽ có bao nhiêu quả bóng tất cả các con? Các bạn ấy sẽ có tất cả bao nhiêu quả bóng đây? Có 5 quả bóng đúng không nào? Chúng mình sẽ cùng đếm gộp số bóng mà các bạn có nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn sẽ có tất cả là 5 quả bóng. Các con hãy cùng cô thực hiện hoạt động sau đây nào. Các bạn hãy mở bộ đồ dùng học tập của mình và lấy cho cô 3 que tính màu xanh đặt vào tay trái của các con. Sau đó, hãy lấy cho cô thêm 2 que tính màu đỏ đặt vào tay phải của các con nhé. Bây giờ, hãy gộp số tất cả các que tính lại với nhau và hãy đếm cho cô biết con có tất cả bao nhiêu que tính đây. 3 que tính màu xanh ở bên tay trái và 2 que tính màu đỏ ở bên tay phải. Bây giờ, các con sẽ gộp tất cả những que tính này lại với nhau và hãy đếm cho cô biết các con có bao nhiêu que tính? Chúng mình có 5 que tính đúng không nào? Cùng chúc mừng các con đã thực hiện đúng hoạt động này cùng cô. Các con thân mến, hãy chú ý quan sát lên màn hình nhé. Cô có 3 chấm tròn màu xanh và cô có tiếp 2 chấm tròn màu đỏ. Bây giờ cô gộp tất cả các chấm tròn lại với nhau và cô có bao nhiêu chấm tròn các con nhỉ? Các con hãy đếm xem nào. Cô có 5 chấm tròn tất cả đúng không? Chính xác rồi. Và như vậy cô sẽ có phép tính cộng như sau các con ạ. 3 cộng 2 bằng 5. Đây là dấu cộng các con nhé. Dấu cộng gồm một nét thẳng và một nét ngang ngắn. Còn đây là dấu bằng. Dấu bằng chúng mình đã học ở những bài trước rồi đúng không nào? Như vậy, bài học ngày hôm nay cô Hương sẽ hướng dẫn các con làm quen với dấu cộng và dấu bằng. Sau đó sẽ biết ý nghĩa khi sử dụng dấu cộng là gì. Và cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện một số bài tập liên quan. Chúng ta thấy đây là dấu cộng đúng không nào? Dấu cộng gồm một nét thẳng và một nét ngang. Khi gộp các đồ vật lại với nhau, chúng ta sẽ sử dụng phép tính cộng các con ạ. Như ví dụ chúng ta vừa cùng học với nhau đó là cô có 3 chấm tròn màu xanh và 2 chấm tròn màu đỏ. Khi gộp tất cả các chấm tròn này với nhau, cô có phép tính 3 cộng 2, 3 chấm tròn màu xanh cộng 2 chấm tròn màu đỏ. Và phép tính sẽ là 3 cộng 2 bằng 5. Các con cùng nhắc lại với cô nào. 3 cộng 2 bằng 5. Một lần nữa nhé. 3 cộng 2 bằng 5. Chính xác rồi. Cô cảm ơn tất cả các con. Hãy cùng cô làm một số bài tập để vận dụng dấu cộng và cùng nhậu. Hãy cùng cô làm số mệt.
Hãy cùng cô làm một số bài tập để luyện tập nào. Hãy đến với bài tập số 1. Bài 1. Số. Bài tập này yêu cầu các con hãy điền số thích hợp vào ô trống. Các con cùng quan sát lên màn hình. Ở ví dụ đầu tiên, bức tranh đầu tiên, các con hãy quan sát cùng cô nhé. Cô có 2 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu xanh. Bây giờ, cô gộp tất cả những quả bóng này lại với nhau. Và cô có tất cả bao nhiêu quả bóng đây các con nhỉ? Cô sẽ có 1, 2 và 3 quả bóng đúng không nào? Như vậy, chúng ta sẽ thực hiện phép cộng 2 quả bóng màu vàng cộng 1 quả bóng màu xanh. 2 cộng 1 bằng 3. Chính xác rồi. Chúng ta nhắc lại cùng cô nhé. 2 cộng 1. 2 cộng 1 bằng 3. Một lần nữa nào. 2 cộng 1 bằng 3. Tương tự như ví dụ vừa rồi, các con hãy thực hiện cho mình bức tranh tiếp theo. Và sau đó cùng kiểm tra lại kết quả với cô nha. Bây giờ hãy cùng cô kiểm tra lại kết quả nào. Cô có 2 quả dứa xanh có màu xanh và 2 quả dứa đã chín có màu vàng. Bây giờ cô gộp tất cả những quả dứa này lại với nhau. Và chúng ta có tất cả bao nhiêu quả dứa đây? À, cô có 4 quả dứa đúng không nào? Chính xác rồi. 1, 2, 3, 4. 4 quả dứa. Và khi thực hiện phép tính cộng, chúng ta sẽ có 2 quả dứa màu xanh cộng 2 quả dứa màu vàng. 2 quả dứa xanh cộng 2 quả dứa chín. 2 cộng 2 bằng 4. Nhắc lại cùng cô nào. 2 cộng 2 bằng 4. Chính xác rồi. Cô chúc mừng các con đã thực hiện xong bài tập số 1. Bây giờ hãy cùng cô đến với bài tập số 2 nhé. Bài 2. Chọn phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ. Các con hãy quan sát ở bức tranh bên tay trái của các con. Chúng mình đang nhìn thấy một bạn nữ, hai tay đều cầm cờ đúng không nào? Các con hãy đếm số cờ ở bên tay trái và bên tay phải của bạn. Sau đó hãy gộp tất cả số cờ này lại với nhau. Và hãy suy nghĩ cho mình phép tính phù hợp là gì? Tương tự như vậy, các con hãy quan sát bức tranh ở bên tay phải. Chúng mình đang thấy một bạn nam cũng cầm cờ ở cả hai tay đúng không nào? Các con hãy đếm cho cô biết tay trái của bạn cầm bao nhiêu lá cờ và tay phải của bạn cầm bao nhiêu lá cờ. Sau đó hãy gộp cả hai tay cầm cờ lại với nhau, rồi suy nghĩ cho cô biết phép tính nào phù hợp. Bây giờ là thời gian để các con thực hiện bài tập này. Hãy cùng cô kiểm tra lại kết quả nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ cùng quan sát bức tranh ở bên tay trái. Các con đã đếm được có bao nhiêu lá cờ ở bên tay trái của bạn nữ này rồi. Chúng ta sẽ thấy bên tay trái của bạn có 2 lá cờ. Và bên tay phải của bạn có bao nhiêu lá cờ nhỉ? Có 3 lá cờ đúng không nào? Tay phải của bạn có 3 lá cờ này, tay trái của bạn có 2 lá cờ. Khi gộp hai bên lại với nhau, chúng ta sẽ có phép tính gì đây? 3 lá cờ cộng với 2 lá cờ, chúng mình sẽ có phép tính là 3 cộng 2. Các con có kết quả giống như cô không? 3 cộng 2 đúng không nào? Cô chúc mừng các con. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy bạn nam một bên cầm 3 lá cờ và một bên tay sẽ cầm 1 lá cờ. Khi gộp tất cả những lá cờ này lại với nhau, chúng ta sẽ có 3 lá cờ cộng 1 lá cờ. 3 cộng 1. Phép tính của chúng mình đó là 3 cộng 1 đúng không nào? Như vậy là cô và các con đã thực hiện xong bài tập 2 rồi đấy. Hãy cùng cô đến với bài tập số 3 nào.
Bài 3, xem tranh rồi tập kể chuyện theo phép tính đã cho. Các con hãy quan sát bức tranh đang hiển thị trên màn hình và hãy suy nghĩ cho mình câu chuyện để thể hiện bức tranh này nhé. Phép tính của cô đó là 2 cộng 3 bằng 5. Bây giờ là thời gian để các con suy nghĩ thực hiện bài tập này. Các con đã hoàn thành bài tập xong chưa? Cùng cô kiểm tra lại kết quả nhé. Ở bức tranh đầu tiên, chúng ta đang thấy có hai bạn, đó là bạn mèo và bạn chuột. Mỗi bạn đều cầm hoa đúng không nào? Bạn mèo có hai bông hoa màu hồng và bạn chuột thì có ba bông hoa màu xanh. Và các bạn đang muốn gộp hoa lại tạo thành một bình hoa. Cuối cùng thì hai bạn đã cho tất cả số hoa của mình vào trong bình. Câu chuyện của bài toán này đó là bạn mèo có 2 bông hoa, bạn chuột có 3 bông hoa. Khi hai bạn gộp số hoa lại với nhau thì có tất cả bao nhiêu bông hoa ở trong bình này? Và phép tính của chúng ta đó là 2 cộng 3 bằng 5. Như vậy, số hoa mà các bạn ấy có tất cả đó là 5 bông hoa đúng không nào các con? Chúng ta cùng đếm để kiểm tra lại xem nhé. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bông hoa đúng không nào? Chính xác rồi. Các con thân mến, như vậy là cô Hường và các con đã cùng nhau học xong bài 14, làm quen với dấu cộng và thực hiện một số bài tập liên quan để ôn tập lại dấu cộng, phép tính cộng rồi đấy. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những